Nghĩa bao nhiêu đấy? Tiếp nào. Nào, nào, ngắm không nào, ngắm không nào.
Còn cái này là tiền cho em bé. Con xin bác.
áo xem nào. Được không? Quần nào cứ quần đẹp quá nhỉ. Quần cũng đẹp nhỉ. Áo cũng đẹp nhỉ. Thích 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 thật nhỉ. Ôi giời ơi. Nhỉ. Đây. Tiếp mẹ em ngủ đi nhé. Tiếp nhá, mẹ em ngủ đi nhá. Ăn ngồi nhá. Rồi, một tí nữa xong, một tí nữa.
Con quá, con có bị làm sao không? Ừ? Ui. Con có làm sao không? Buồn quá. Ui.
Thank you.
con ông nhé. Con có 7 năm rồi nhé. Nhai, nhai. Ngon vậy. Nhai. Nắm mông to à. Nhai nè. Quá. Ôi, lại được một con nữa rồi. Quá nhỉ. Hôm nay mẹ lại đi tìm nữa cho con nhé. Nào nhá, cũng khoa cho một tí nhá. Rồi rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi. 21 cân thôi. Cảm ơn nhé.
Cội đồng cho con sạch sẽ nhá. Rồi. Đó. Cho con nhá. Cội đồng nhá, cội đồng sạch sẽ nhá. Ông ăn cơm nhá. Ăn cơm nhá. Đâu. Ngoan cho mẹ nhá, làm việc nhá. Hả? Hả? Hả mông?
ngồi chơi nha. Mẹ nhé. Thank you.
lại để một con. Ui. Mẹ yêu quá, xinh quá. Chơi ở đây á. Đang đi bán con gà, bán con hến, con gọi mẹ con xem có lấy không nhá. Mẹ ơi. Cô lấy nhiều rồi. Lấy thêm một hộ em bé nha. Hộ em bé nữa nhiệt. Ơi, lấy con to con béo nè. Con bao nhiêu đấy? 15.000 chị ạ. 15.000 mà con chị lấy thêm đi, chưa đủ một con đâu. Lấy đủ 20.000 nhá. Con xin bác nhá. Con xin bác nhá. Chưa ăn mấy nhỉ, nào ngoan ơi, rồi quà cho con ăn nhé. Đâu rồi, nhà tiếp này.
Đây xem mẹ nào. Đây. Đây, con chuối. Con chuối ngon quá. À há mồm à, há mồm à. Há mồm ăn chuối nào. Chuối, ăn chuối ngon nhá, ngon ngon nhá. Nào, cắn nào. Chuối. Này. Chuối này ngon lắm đấy nhỉ. Chuối đi. Ba năm cái này lấy cái ruột. Ngon lắm. Đi. Ngon lắm. Ngon lắm rồi. Chuối rồi. Ôi, mua chuối đi. Mua đi. À, mua chuối nha. Đây, bà mua chuối nha. Xem nào. Xem đi. Quá nhỉ. Chuối này mới ngon đấy. Mua đi nhỉ. Không, em thích ăn chuối này đây. Em bé ơi, em bé mắm mắm này. Đây cho này, cho em mua chuối này. Ăn ít thôi. Đây chuối này bà ơi. Đây cho em bé này. Ăn còn nó chết công đâu bà. Thế nó này nó có nói được không? Ngon quá nhỉ. Có ăn đẹp. Ở đây có chỗ con này. Lấy cho bà chuối đi. Này này đi. Lấy đi đây bà Quang đây. Đi rồi, về ăn rồi. Mua chuối đi nhé. Mua chuối đi, chuối ngon lắm nhé. Chuối ngon đi. Chuối đây, ừ. Ngon quá nhé. Đi thôi nhé. Mình đi bỏ chuối chín thế này. Bán thế nào đây? 5.000 một nải bác ạ. Còn 2 nải thì bác mua hộ con nhá. 10.000 một nải. Mua em 4 nha. Lấy tiền đi con. Lấy lại bao nhiêu tiền một cái rồi.
Ăn mua chè giá. Béo lắm rồi. Bác ơi, vừa đấy nhỉ? Cái này vừa đấy. Rồi, vừa đấy. Bác bán cho nhá. À đây, đưa ra đây. Xem chị nhé. Đây, 2 cân nhé em ơi. Áo, ngồi yên nhé mẹ hộ nhé. Bà gửi tiền này em ơi. Đây con ơi, đấy tiền với bà này. Em đây ơi, tiền này con. Con không biết gì đâu bà. Ôi, con xin bà. Bà con về con ạ. Con xin bà. Cháu mượn nhé. Đi thẳng đường này lên. Bôi, bôi trái nha một tí đi. Thank you.
Ui, đây rồi. Ui, có con rồi, con ơi. Con rồi. Con cái cho con ăn này nhá. Cậu xin nhé cậu. Cậu cảm ơn nhé. Con xin ông nhé.